Thánh Marco. Đức Giêsu về thăm Nazareth. Marco chương 6 từ câu 1 đến câu 6. Đức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Jacobe, Joseph, Juda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Đức Giêsu sai nhóm 12 đi giảng. Marco chương 6 từ câu 7 đến câu 13. Rồi người đi vào các làng chung quanh mà giảng dạy. Người gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bì, tiền đồng để dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em thì khi ra khỏi đó, hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Vua Herode và Đức Giêsu. Marco chương 6 từ câu 14 đến câu 16. Vua Herode nghe biết về Đức Giêsu vì người đã nổi danh. Có kẻ nói đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ. Kẻ khác nói đó là ông Elia. Kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ. Vua Herode nghe thế liền nói: ông Gioan, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy. Gioan Tẩy Giả bị trảm huyết. Marco chương 6 từ câu 17 đến câu 29. Số là vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee.
con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: "Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con." Vua lại còn thề: "Con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được." Cô gái đi ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì đây?" Mẹ cô nói: "Đầu do ăn tẩy giả." Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: "Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông do ăn tẩy giả đặt trên mâm." Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông do ăn tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Đức Giêsu làm cho bánh hóa nhiều lần thứ nhất. Marco chương 6, từ câu 30 đến câu 44. Các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy thầy cho xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ông ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi. Trước cả các ngài ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần người và thưa: "Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn. Xin thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn." Người đáp: "Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi." Các ông nói với người: "Chúng con phải đi mua tới 200 quan tiền bánh mà cho họ ăn sao?" Người bảo các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh, đi coi xem." Khi biết rồi, các ông thưa: "Có 5 chiếc bánh và 2 con cá." Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì 100, chỗ thì 50. Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ, để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia 2 con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được 12 thúng đầy, còn với cá còn dư. Số người ăn bánh là 5.000 người đàn ông. Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ. Marco chương 6, từ câu 45 đến câu 52. Lập tức
Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bethsaida trước, trong lúc người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo trống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và người định vượt các ông. Nhưng khi các ông thấy người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy người và đều hoảng hốt. Lập tức, người bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Người lên thuyền với các ông và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hóa nhiều. Lòng trí các ông còn ngu muội. Đức Giêsu chữa nhiều người ở Gennesaret. Marco chương 6 từ câu 53 đến câu 56. Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Gennesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người. Và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi.